Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch là nhiệm vụ quan trọng sống còn trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng ở mỗi địa phương, mỗi tổ chức cơ sở Đảng. Xác định rõ điều đó, thời gian qua thì Đảng ủy xã Bình Lư, huyện Tam Đường đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nêu cao vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, trong đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật đến với quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, bản thân mỗi cán bộ đảng viên luôn là người đi đầu trong đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chuyên mục nhận diện âm mưu diễn biến hòa bình số này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung. Đảng bộ xã Bình Lư, huyện Tam Đường có 21 chi bộ trực thuộc với 211 đảng viên. Để sớm đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống, cũng như tiếp tục triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngoài việc quán triệt tuyên truyền đến tất cả cán bộ đảng viên và nhân dân, các chi bộ căn cứ vào nghị quyết cũng như tình hình thực tế để tổ chức thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng đảng, nhằm tạo sự chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ. Cùng với đó, Đảng ủy xã phân công cấp ủy viên phụ trách cơ sở sâu sát nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những thắc mắc của nhân dân về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu ra trong nghị quyết để nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống. Trong quá trình thực hiện nghị quyết, Đảng ủy xã Bình Lư thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát để kịp thời đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Bên cạnh đó, bám sát nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và chỉ đạo hướng dẫn của huyện ủy, Đảng ủy xã Bình Lư tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến từng cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Trong quá trình triển khai, nhiều cấp ủy cơ sở đã linh hoạt, sáng tạo, đổi mới trong công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân phù hợp với tình hình thực tiễn của các chi bộ. Thông qua công tác tuyên truyền, có thể thấy chất lượng hoạt động của các chi bộ từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương ngày càng tốt hơn và ý thức trách nhiệm tự giác, gương mẫu của mỗi đảng viên cũng được nâng cao. Hiện tốt nghị quyết 3 năm của Bộ Chính trị trên địa bàn của xã Bình Lư, Đảng bộ xã Bình Lư đã thành lập ban chỉ đạo bao gồm các cái thành viên là các cái đồng chí có tố chất tốt để tham gia thực hiện đạt được cái hiệu quả cao, phân công các cái thành viên ban chỉ đạo phụ trách các chi bộ trực thuộc và hướng dẫn là cán bộ đảng viên và nhân dân tại các cái chi bộ trực thuộc làm tốt tham gia các cái việc để thực hiện tốt nghị quyết 3 năm trên địa bàn. Và trong quá trình thực hiện thì cũng giao các đồng chí ban chấp hành đảng bộ xã phụ trách các chi bộ sẽ có sự phối kết hợp chặt chẽ với các thành viên của ban chỉ đạo trong quá trình triển khai ở tại các cái chi bộ trực thuộc trên địa bàn. Bên cạnh đó thì cũng tổ chức nhiều các cái phong trào thi đua và giúp cho nhân dân tham gia các cái phong trào thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội để nâng cao đời sống của nhân dân và thực hiện tốt cái nếp sống văn minh trên địa bàn, tạo cho nhân dân nhận thức cao về tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chấp hành tốt quy định pháp luật của nhà nước. Tại các chi bộ bản, thông qua mỗi buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí bí thư chi bộ thường xuyên quán triệt tinh thần, trách nhiệm tự giác nêu gương của mỗi đảng viên trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước áp dụng vào thực tiễn phát triển kinh tế xã hội cũng như đảm bảo an ninh trong bản. Đồng thời, thông tin tình hình chính trị, thời sự tại tỉnh, huyện và xã trong thời gian qua để đảng viên nắm được. Từ đó tăng cường đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Là những đảng viên, người đứng đầu các tổ chức hội, đoàn thể trong bản thường xuyên thông tin kịp thời đến người dân về những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đang lợi dụng nhằm chống phá đảng, nhà nước, nhất là trong thời kỳ bùng nổ thông tin như hiện nay. Với những nhiệm vụ thường xuyên được triển khai, đã từng bước nâng cao nhận thức trách nhiệm của đảng viên trong chi bộ, từ đó lan tỏa đến quần chúng nhân dân, cùng chung tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng.
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Nghe công văn chỉ thị quán triệt của Trung ương đến đảng ủy xã và cũng từ đảng ủy xã cũng thông tin thời sự quán triệt các nội dung văn bản của tỉnh của Trung ương đến cán bộ đảng viên, thì tôi về chi bộ bản thì tôi cũng đã quán triệt nội dung đó với toàn thể chi bộ, cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, để từ đó quần chúng nhân dân không nghe không tin theo kẻ xấu và sẽ không tuyên truyền những sự việc không đúng sự thật, và từ đó bà con nhân dân luôn chấp hành tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương và thôn bản. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, chi bộ trường tiểu học xã Bình Lư luôn quan tâm đến chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, đặc biệt trong đó vai trò nêu gương của mỗi đảng viên trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Chi bộ nhà trường luôn xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm song song với việc bồi dưỡng trình độ chuyên môn, tư tưởng đạo đức, bản lĩnh chính trị cho mỗi cán bộ đảng viên là điều tiên quyết. Xuyên suốt quá trình phát triển, mỗi cán bộ đảng viên trong chi bộ luôn tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao tinh thần trách nhiệm với Đảng, nhà nước, nâng cao trình độ chuyên môn, kiên định mục tiêu lý tưởng đối với Đảng để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ chuyên môn. Bản thân mỗi thầy cô giáo là cán bộ đảng viên đã tham gia tích cực vào nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, có trách nhiệm đối với các hoạt động trên môi trường mạng xã hội. Thì bản thân tôi ấy là một đảng viên và là một giáo viên, thì tôi cũng đã nhận thức rất là sâu sắc về cái sự cần thiết của cái nghị quyết số 30 năm này. Thì từ cái sự nhận thức của bản thân như vậy thì tôi cũng đã tuyên truyền tới các phụ huynh với các gia đình, đó là nhận diện được các thế lực thù địch trong cái việc tấn công vào cái nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay. Về cái phương thức chống phá thì như chúng ta đã thấy, đó là hiện nay cái công nghệ thông tin rất là phát triển. Thế nên là chúng thường xuyên xuyên tạc những cái nội dung và đưa lên trên các trang mạng xã hội để chống phá Đảng ta. Thì từ đó thì bản thân tôi thì liên hệ với bản thân mình thì tôi luôn phải lựa chọn những cái nguồn tin chính thống để chia sẻ những cái bài viết hay đấy, đồng thời cũng phản bác và đấu tranh lại những cái bài viết nhằm chống phá Đảng và nhà nước của chúng ta. Những năm qua, chi bộ trường tiểu học xã Bình Lư với 23 đảng viên luôn giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong tổ chức hoạt động. Cấp ủy chi bộ đã làm tốt công tác phối hợp với Đảng đoàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Hàng năm, xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch khắc phục tồn tại hạn chế đã được chỉ ra. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Các đồng chí đảng viên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không có biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ tập thể cấp ủy. Chi bộ cũng không ngừng đổi mới việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị, làm cho đảng viên nói, viết và làm đúng theo chủ trương đường lối của Đảng. Đối với người đứng đầu thì phải chú trọng việc nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố và giữ vững cái lập trường, quan điểm tư tưởng cho cán bộ đảng viên. Đối với chi bộ thì thường xuyên và chăm lo xây dựng cái nội bộ đảm bảo trong sạch và vững mạnh toàn diện, để chủ động nắm bắt các cái tình hình, định hướng dư luận, không để bị động bất ngờ khi có các tình huống xảy ra, và chi bộ xác định coi đây là một yếu tố hết sức then chốt quyết định đến việc thắng lợi của nhiệm vụ phòng chống diễn biến hòa bình. Và trong chi bộ thì cũng thực hiện nghiêm túc với nguyên tắc tập trung dân chủ, với nguyên tắc là tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách.
thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Thời gian qua, lực lượng công an xã Bình Lư đã chủ động triển khai các biện pháp nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, trong phòng ngừa không để các đối tượng thù địch có cơ hội móc nối, lôi kéo cán bộ đảng viên và nhân dân tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, lực lượng công an xã Bình Lư đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch. Phối hợp tham mưu với cấp ủy chính quyền làm tốt công tác đảm bảo an ninh mạng, giám sát thông tin, hoạt động của các diễn đàn, hội nhóm trên không gian mạng có hoạt động phức tạp, tăng cường trao đổi thông tin với các đơn vị liên quan để kịp thời ngăn chặn, vô hiệu hóa các đối tượng xấu phát tán các tài liệu xấu độc trên không gian mạng. Như kế hoạch công tác đấu tranh xin tản theo chỉ thị 35 thì công an xã căn cứ vào nội dung xây dựng kế hoạch, đồng thời triển khai lực lượng xuống cơ sở để nắm tình hình, nắm địa bàn và liên quan các đối tượng trẻ em thanh niên sử dụng mạng xã hội nick ảo để xuyên tạc những hành động liên quan đến nền tảng tư tưởng của Đảng. Đấy, từ đó có biện pháp đấu tranh chống lại những cái tư tưởng tiêu cực liên quan đến công tác nền tảng của Đảng. Trong phòng chống diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vai trò của cán bộ đảng viên rất quan trọng. Là người hiểu trước, đi trước, làm trước. Cùng với đó, đây chính là những người gương mẫu đi đầu trong việc đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, các luận điệu xuyên tạc không đúng sự thật. Từ thực tế đó, thời gian qua, Đảng ủy xã Bình Lư đã chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn lồng ghép nội dung liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong đấu tranh với những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay. Nhiều cán bộ đảng viên đã chủ động viết tin bài về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, việc triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của địa phương để đăng tải tuyên truyền trên mạng xã hội. Qua đó tạo sự lan tỏa trong xã hội, nâng cao ý thức của nhân dân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng ngừa đấu tranh chống âm mưu chống phá của các thế lực thù địch một cách hiệu quả. Chúng tôi xác định tập trung một số cái nhiệm vụ chủ yếu. Thứ nhất là phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân để nhân dân đồng lòng hưởng ứng các cái phong trào thi đua, chấp hành tốt các cái quy định của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Cái thứ hai là tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo tiếp tục thực hiện các cái giải pháp trong giai đoạn trước để làm tốt cái công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn. Và trong cái giai đoạn hiện nay thì vấn đề về mạng xã hội thì rất là ảnh hưởng nhiều. Vì vậy thì cần phải có những cái bài tuyên truyền cụ thể, những cái bài về gương người tốt, việc tốt cũng như là những cái chính sách xã hội thì cần phải triển khai kịp thời để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm, lan tỏa kịp thời để cho hiệu ứng của các cái việc tốt được rộng rãi và tác động đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó thì giúp cho các cái phong trào thi đua và tạo niềm tin của nhân dân với tổ chức đảng được nhiều hơn, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và xây dựng đội ngũ cán bộ phải gương mẫu và giúp đỡ nhân dân, gần gũi, mật thiết với nhân dân. Từ đó thì nắm chắc cái thông tin dư luận của nhân dân trên địa bàn để định hướng những cái dư luận mà chưa đúng thì định hướng theo đúng quy định, tạo điều kiện để người dân nhìn rõ và thấu hiểu, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu quyết tâm sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Đảng bộ xã Bình Lư quyết tâm phát huy vai trò nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên cùng sự chung tay của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng Đảng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, từ đó bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần cùng huyện Tam Đường thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội
cũng như sự phát triển vững chắc của địa phương trong tình hình mới.